bán chứ. Anh Đại thấy giống như đấu ai hào phóng như má Hương của em. Xin đồ ăn không giờ chữa một tiếng, một lời không giờ than giảm đàn em. Mới chữa thôi. Ăn xong mới quay clip chữa. Để ăn sao chùa ngậm miệng mà ngập họng rồi đó. Nè, đang ăn nè, vẫn thường trực ăn uống nè. Đăng ký vô cha mẹ em vậy đó. Đăng ký vô cha mẹ chị vậy đó. Chị của chị phải gọi cho chị. Ờ Hương ơi, hôm nay em muốn ăn cái gì chị làm. Không, gọi điện trong chứ Tài. Ông chứ Tài tự ra món luôn. Hôm nay anh muốn ăn gì nghe. Bỏ cái quan bơm đi trời. Trời mẹ ra chọn cơm gia đình vậy. Ăn với ổng như là cung nữ vậy. Phải ngồi gấp cho ổng từng miếng thịt. Nè, cái miếng thịt phải nạt. Cá là phải gỡ xương. Thịt là phải cắt ra từng miếng nè. Bất mãn hả? Nghe tao nó bất mãn đọc đồ rồi. Đâu? Bút, bút ra, sao đọc đồ vậy? Sườn nè, sườn cho con em á thì miếng bự như vậy. Mà sườn cho ông Tài á là cắt nhỏ vậy nè. Thấy chưa? Thấy lộng hình không? Bây giờ anh đi đâu? Anh đi ao ăn cũng giọng ba chén cơm của em rồi anh vô nữa Tài. Hả? À, anh đừng có xạo xạo. Nhóm là tội nghiệp đó, nó ngồi nó chờ, nó ăn hết cơm của tao. Nó ăn cơm của nó, nó chàng có đồ ăn tao luôn, mà tao ăn linh kìa. Rồi bây giờ sáng bừng ăn chàng với trái cây tao luôn, làm sao Tuấn? Không phải đúng giờ chứ, đi chật giờ hoài vậy. Hả? Thằng Dương đâu? Thôi uống miếng nước đi, chờ ông Dương tới giữ thêm trận nữa nè. Thằng Dương đâu? Con biết con chết len. Mày nghe Dương nè. Mày luôn. Nhớ có ba thằng mà để cái thằng già nhất nó vô. Nó ăn cơm mà nó ăn trà của tao. Mà tới ông Linh từ bận đồ quét mà cởi ra luôn. Bây giờ ông có cây trường luôn. Ăn cái gì đó của tao. Vô ăn, ăn quá thì ăn luôn. Một mình nó ngồi để nó ăn. Tụi bay đi, tụi bay ăn ở sao tới trễ hả? Em bút lít đi. Hai ông xàm nè. Hả? Bây giờ mới tới đó Tài. Hai chơi là xàm nhất. Mà nó nhà vô ăn cái tay của anh luôn. Em mua cho anh mà vô ăn luôn. Chữ luôn Tài. Muốn ăn là phải chịu nhiều nỗi nhục nha. Đó mùi chứ. Mày chưa dùng tao đâu. Tao lâu rồi hả? Không có ban nào mà không có ban cái nỗi dùng gì hả? Thôi mình phải quan tâm, không cần. Miễn ăn được rồi hả? Miễn ăn no được rồi. Mày nói không mất tiền mua gì vậy? Nhiều quá ăn nổi. Tiền ăn chiều đi. Tao hỏi chiều mày ăn gì vậy nữa trời. Ăn chiều từ tốt quá. Là gia đình mới nuôi thêm ông Chí Tài nữa rồi. Hỏi chiều ăn gì luôn. Mời ở đâu em dở cơm em tới luôn. Cái ngày 23 đêm rồi ăn sáng tới nhà mình luôn. Vậy hả? Ăn tốn tiền. Sáng 23 giờ mới rồi. Ăn sáng luôn. Ngủ 3 bữa. Để là thánh chửi số một Việt Nam cho anh đó ông vẫn tin tụi nó nói ăn ăn hoài vậy. Anh nói em sao thấy chưa, tôi nói vậy mà vẫn cứ em đổ canh nha. Không qua không có gì ngoại cảnh hết trơn á. Đang ở đâu thôi mà anh Đại lớn tuổi mà chị ờ tính là đi ra đi nói nghe nè. Chửi như vậy mà hỏi Hương Hương đổ canh giùm anh chứ cũng không có bỏ qua mà còn phải hầu nữa. Tôi ăn xong cho anh miếng canh dục nhã thêm em. Mà vẫn còn kè dở cơm số 10 nữa. Cứ mở dở dở cơm kìa. Tại vì sao? Tại vì sao? Tôi có một bà chế nấu ăn thần thánh. Cho nên đứa nào nó đòi ăn cơm bả. Cho nên giờ tôi có quyền. Đó, giờ đăng ký mà ba tuổi rồi. Thân thuận như cô ở. Bây giờ tôi đi mất cách, anh không mất cách.